Ê, cái quy con này ngộ vậy? Mã lính đánh đầu á. Giết luôn anh. Ok em ơi, lên là nắc luôn á, nắc nê luôn á. Em vô đây, em vô đây, anh vô được nè, anh vô được nè. Anh heo luôn á, anh heo luôn á. Thôi hết được. Là nó chỉ đầu luôn đúng không? Tướng tủ anh Trung là con sâu xanh đó hả? Ủa cái nhớ cái chón. Ủa cái hát chớm đúng không? Em mày hết không ai chứ. Còn chưa chịu lát hả mày? Má mình không tính trường hợp đó. Nói là hai bùa á. Đập anh à, đập. Đâu phải thế chứ. Ê, hồi đó tại sao nó lên cái món quy gì á em? Không lát á. Cái món gì mà có xiên á. Dí đi. Món đúng kiểu dành cho Calista luôn. Dí này, dí này. Đang vô nè. À, anh đang hứng luôn kìa. Anh đang chạy quay được á. Chú Phi, chú Phi. Rồi bú đi. Rồi. Cô má Như nhiếm cho con. Như, Như còn nhiếm luôn. Như còn nhiếm luôn. Như còn nhiếm luôn. Okay. Mày dám e lên mà mày đánh không mày? Kìa cả Lita mãn nhãn quá luôn Chicago ơi. Bạn mà có co lại là bạn thích thôi rồi. Không có e kiếm, người ta đánh đúng cái chất tướng. Bắt lên đằng sau á. Mid R top kìa. Sau tôi cần thông tin sớm hơn xíu nha. Đó không lót rồi. Rồi anh ấy nhưng mà má không có đi xin là giết luôn rồi á. Má không có đi xin là nắc nó luôn rồi. Không, đâu có lát lên thì đúng rồi. Đâu có làm mana buồn đâu. Một con nữa. Không, nó có mắt rồi. Nhảy múa giữa hai trụ đấu phương và mẹ hai gục dành cho Anderson Curly. Tại sao hả? Thấy tôi né đi chứ. Lên thế này không sợ tôi giết à? Nè, tép đi xuống nè. Bỏ, tép rồi. Canh đứt tê, ê canh ấy. Trời hơn nó bài xanh. Nó bài xanh rồi. Chấp có đứt. Chưa có e nha, 2 giây nữa mới có e nha. Ây da. Chết. Tao anh ơi. Anh giấy tới cùng luôn nè. Rồi đến, anh có lá rồi, anh cầu nha. Ê. Cái mẹ nó. Thực giờ này nó điên rồi. Nó nổi càng bự nè. Có quà nó qua mít nó qua. Thỏ ăn gà ông. Chơi rồng, gông. Chờ tôi. Nó rồi, tiếp rồi. Giữ. Có ai không? Biết vậy lá luôn cho rồi, lá là giết nó rồi. Cô mẹ. Tiếc lắm quá. Lát là giết hai rồi. Không mà cũng được anh em. Cái mạng đó giết đó cho reset tiền. Đúng cho reset tiền. Làm sao rồi mày tới công chuyện rồi. Yeah. Mày tới công chuyện rồi. Nhớ gà ghê nà. Đánh cho nhớ cái tên Anderson Clear luôn. Đi xin anh tóc. Câu thâm ý độc từng lời. Phá tan ba nghĩ đã đời rồi đi. Chết hai xác luôn rồi. Em hỏi chữ cuối. Mày lát. Ồ, nó bay qua được cả tường luôn nè. Bên đây chuột chuột ơi. Con này mạnh điên luôn á. Thằng tới liền. Mày đánh bạn tao. Mày đánh thằng bạn tao. Mày nói ngầu quá. Chỉ có tao được đánh nó thôi nghe chưa. Để mà vui thì mày đó nha. Cái này chơi game hạt dữ vậy. Ghê dữ vậy. Bê banh nhà nó luôn rồi. Ủa cái gì vậy? Vậy. Trời ơi, kéo lên cả tiên. Má nó
nhảy một cái nữa, cái giò mà nhảy xa xíu lừa phát cái khỏi cái rờ đó rồi. Lý xin nó trong này, Lý xin trong này. Chơi luôn, chơi luôn. Mẹ ơi. Sao kêu mẹ ơi tới đây. Kêu vậy. Là cái tên nó kêu là mẹ ơi tới đây hả? Thì cái sợ kêu nó là mẹ ơi mà. Mẹ ơi. Ủa chứ hồi nãy ông chơi em không biết hả? Không, tôi không đọc tên. Chơi đi Len, tao có rờ cho mày về nè. Còn rờ nha Len, cứ tự tin lên. Biết thôi. Ngoại ơi mới đúng mà hả? Cái gì vậy? Ngoại ơi, phải tới đây.